Hello, chào các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn quay trở lại với Gà Công nghiệp TV. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Cyber Simulator. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không pro trong tựa game này nữa mà chúng ta đang là noob nha các bạn. Đây là một cái tài khoản mình vừa mới tạo và đây là đang trong cái sự kiện Valentine luôn. Chắc là sự kiện Valentine này nó chỉ còn tồn tại khoảng tầm vài ngày thôi. Thì cách đây khoảng tầm vài tháng khi mà nó ra sự kiện Thanksgiving á, mình có chỉ cho các bạn cái cách mà chúng ta có thể trở nên pro nhanh nhất. Thì bây giờ cũng như vậy ha, nội dung video cũng là từ một nước, cái người mới bắt đầu chơi từ game Cyber, không cần chế độ trading, không cần nạp tiền và chúng ta có thể leo rank nhanh như thế nào. Thì từ game này á, nó có một vài cái code, đây là Twister nè. Các bạn có thể truy cập Twister ha, nên tạo một cái tài khoản Twister để các bạn có thể cập nhật được những thông tin, những từ game mà các bạn thích. Thì bên dưới đây nè, bên dưới mỗi từ game nó đều có chúng ta một cái social link ha. Thì cái social link này á, thường nó sẽ chia làm ba cái. Thứ nhất á, là Twister, thứ hai á, là Discord, thứ ba là Roblox Group hoặc là một kênh YouTube. Do á, là đang trong sự kiện Valentine và có những cái trứng Valentine và những cái trứng đó cho chúng ta những con bé chỉ số cực kỳ mạnh. Chứ các bạn mới đầu chơi, các bạn cày cuốc, các bạn kiếm mấy Ron khá là cực khổ ha. Và đương nhiên á, là những cái trứng mà các bạn mua bằng Ron trong từ game Cyber nè, riêng từ game Cyber nó khá là cùi bắp. Thì ở đây là đầu tiên chúng ta có cốt Valentine ha, chúng ta 300 tim. Lượm 300 tim khá là lâu nha các bạn. Mất gần 5 phút mình mới kiếm được 300 tim. Dưới đây mình có thêm 10 cốt đó là hết. Hết có F nè, 1400 tim. Ok, quay trở lại game nào. Chúng ta sẽ có một cái Twister đây, đầu tiên là cốt Valentine ha. Valentine còn hạn không? Code accept cho mình 300 tim. Code thứ hai là hurt, hurt có S nha bạn. Redeem cho mình tới 1400 tim. Hai code này là xịn sò combo rồi. Hồi sáng mình không có lên tester mình coi các bạn, mình mất hết đâu 26 phút mà thấy không? Hơn 20 phút. Mình vô chỉ để mình đi ăn 1000 tim thôi. Nhập hai cái code chúng ta có 1700 tim rồi. Thì là không công bằng. Thì như mình nói đầu tiên vô ha, ăn tim, nhập code. Rồi chúng ta sẽ có một cái trứng ở dưới đây. Thì cái tựa game này á, ở trên hòn đảo cao nhất nó có chúng ta một cái trứng 700 tim nữa. Nhưng mà mới đầu vô các bạn làm gì có đủ điều kiện đúng chưa? Đâu có thể mua được cái double jump đâu để nhảy lên trên đó. Cho nên chúng ta chỉ phụ thuộc những trái tim của mình để ăn được cái trứng này thôi. Mở được cái trứng này hen. À mà các bạn thấy account mình tạo cái outfit có xịn không? Hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cái outfit mình tạo không hề tốn một đồng các bạn nào hết. Ok, mở trứng thôi các bạn ơi. Mình có được một con pin nè, một con pin Tiger 2 sao. Ok. Pin đất là 1 sao, không sao hết. Cứ mở hết đi các bạn. Mình đang có tới 2000 mấy tim lận. Tuyệt vời. Còn nếu các bạn mà nhập hai code hồi nãy á, các bạn có 1700 tim á thì các bạn cũng mở được tới 1 2 3 4 4 trứng hoặc 5 trứng các bạn. Cũng nhiều ha. Ra được một con 4 sao là xịn sò combo liền. Và mỗi người khi mới bắt đầu chơi từ game này, không mua game pass thì sở hữu equip được 3 con pet. Con pet này là 246 nè. Con pet này là 210 nè. 10 con pet giống nhau á, các bạn thể max thành một con golden. Con golden thì chỉ số sẽ gấp rưỡi. Rồi chỉ như vậy thôi. Với ba con pet này, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu cày rank nha. Còn cái việc các bạn muốn kiếm ron á thì các bạn cứ lên những cái cột cờ nè. Mà hiện tại trong server này là một server khá nhiều người. Các bạn muốn mà không ai giành á và không ai giết các bạn á, tại vì chúng ta quá yếu mà, các bạn nên vô những cái server ít người. Ở trong đây nó có một cái phần mềm là cái gì mình không nhớ nữa. Hồi xưa mình có làm một video mình chỉ các bạn á. Các bạn kéo xuống dưới cùng nè. Ở đây là 113 trang đúng chưa? Các bạn gõ 113. Tức là cái trang cuối cùng. Nếu nó không có đúng chưa? Không có các bạn cứ lùi lại vài trang ha. Ok, trang 50 thì có 3 người nè. Và đa số những người này họ cũng sử dụng cách này để họ vô những server ít người ha. Ví dụ server 2 người nè, các bạn cứ vô những server này ha và lên trên những cái king update hill với những con bet multiplier khoảng tầm 200 mấy như vậy nè. Các bạn sẽ kiếm ron khá là nhanh. Ok, lít một cái nha, full selling. Chúng ta có 383 triệu. Holy moly. Cái kỳ rồi, Thanksgiving chúng ta còn rebirth khá là nhanh thì với những cái này rất là bình thường. Mình có 1 tỷ đó bạn. 1 tỷ thì làm gì? 1 tỷ thì mình vô mình mua vũ khí chứ làm gì. Đầu tiên chúng ta sẽ mua vài cái ba lô đã. Bạn tăng full ha. Bán, chúng ta có 52 tỷ. 52 tỷ là mình đã dư sức để có thể rebirth rồi. Rebirth nè. 11,25 tỷ nè. Rank tiếp theo á, là Assassin 843 tỷ. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện cách đó luôn. Chúng ta sẽ vô một cái server ít người ha. Để chúng ta kiếm coi là với ba con pet của sự kiện Valentine này thì mình có thể kiếm được bao nhiêu Ron. Và mình cũng hy vọng là những cái server này không có ai chiếm những cái cột cờ cũng như là King of the Hill. Không biết là video này mình đăng lên vào thời điểm nào ha, nhưng mà nó sắp hết sự kiện Valentine rồi các bạn. Trong đây thì chúng ta thấy có hai bạn, một người là rank F, một người là rank Titan. Cho tôi đi. Để tôi lên tôi check cái coi là được bao nhiêu Ron nha các bạn. Hoặc là hồi nãy các bạn thấy còn một cái có là oi oi ha. Oi oi này cho chúng ta là 7500 Ron. 7500 Ron. Nếu các bạn là những người mới kiếm được Ron lần đầu tiên á, mình khuyên các bạn nên mua những Aurat.
Thử vô đây coi. I'm the king of the hill. Và nó cho chúng ta mỗi lần 1 triệu ron các bạn. Không tốn một đồng bạc gì hết. Hồi xưa chúng ta kiếm 100 ngàn ron cực kỳ khó nha. Bây giờ với những con pet này, kiếm 1 giây chúng ta kiếm được 1 triệu ron. Với một người đã chơi Saber Pro và lâu như mình trong cái tài khoản chính á, thì với những con pet chỉ số 200 mấy trong cái mùa Valentine này, các bạn phải lên trên hòn đảo khoảng tầm 20. Vâng, 20 phải không ta? 18 hay 20 gì đó. Những chỉ số những con pet nó mới tương đương như vậy. Và cái số tiền các bạn phải bỏ ra là khoảng tầm 8 tỷ hoặc 5 tỷ. 5 tỷ ron cho một trứng nha. Tại sao mình nói các bạn nên mua Aurat? Tại vì Aurat này sẽ búp cho các bạn tốc độ chạy ha. 1.500 nhân 1 lần tốc độ chạy nè. Tiếp tục 3.000. Easy. Thôi buy on cho nhanh nha các bạn. Buy on. Wow, amazing. Và chúng ta đang nằm ở cái mức là Lincoln cho chúng ta nhân 2.4 lần tốc độ chạy. Số tiền tốn là 24 triệu ron nè. Các bạn thấy không? Quá nhanh. Quá tuyệt vời. Còn tiền á, thì mình sẽ vô mình mua cái boss hit này để diệt boss nhanh hơn. Ok, buy on đi. Được 3 boss hit nè. Và đây mình sẽ mua double jump ha. Nếu bạn nào chơi từ game này lâu dài, mới bắt đầu chơi và yêu thích từ game này muốn chơi lâu dài á, thì các bạn có thể mua cái double jump. Tại vì tương lai chắc chắn nó sẽ ra chúng ta rất nhiều hòn đảo mới ha. Thì đương nhiên rồi, những hòn đảo mới và khi các bạn có nhiều drone á, thì nó sẽ mạnh hơn những con Valentine này. Lích chuột, lích chuột, lích chuột. Chúng ta có 3 trillion. 3 trillion các bạn. Rebirth lên rank là Assassin, nhân 9 lần. Rank tiếp theo là Wario, nhân 12 lần, 63 trillion. Vô đây bán, được 29 tỷ. Bây giờ thì cái chỉ số tiền nhân lên nhiều rồi. Giờ chúng ta nó rebirth ha. Buy on đi, ba lô ha. Xong rồi mình sẽ buy on vũ khí 14 quy luôn. Quy là đơn vị tiền tệ mình không hề biết luôn là cái gì vậy. Nhưng mà không biết, miễn rebirth được là ok nha. 474 nè, lại tiếp tục như vậy. Nó còn dễ hơn hồi xưa các bạn. Buy on nè. Tại vì đơn giản là chỉ số của những con bé nó mạnh hơn. Rank Warlock 476 trillion. Rank tiếp theo là Paysacker. Lại tiếp tục như vậy nào. Hình như là quy nhỏ xong mới tới quy lớn đúng không? 3.56 quy nhỏ nè. Đây là từ game Saber, cho nên chúng ta sẽ upgrade lên được cái rank Saber rồi mình sẽ kết thúc video hèn. Bây giờ để xem coi mình treo máy một lần mình được bao nhiêu ron. Thì một giây mình cũng có 1 triệu ron thôi. Do những con pet của mình nó cứ như vậy ha. Những con pet bây giờ thì nó có thêm một chức năng là cấp độ nữa. Các bạn chỉ cần swing, swing gậy càng nhiều nè, thì những con pet các bạn sẽ lên cấp 22 nè. Chỉ số là 246 đúng chưa? Dư xăng rebirth rồi nha, nhưng mà mình chém đi, mình cho con pet mình lên cấp á. Tèn tèn tèn. 249. 249. Cái rank tiếp theo nữa là cái rank thứ 10 trong từ game này. Thứ 10 đúng không? Thứ 11 các bạn. Nó tốn chúng ta là 1.502 quy. Như vậy bạn nào dám nói từ game này khó đâu. Làm gì khó, tại các bạn làm biến thôi. Hiểu không hả? Hiện tại thì trong cái cao chính mình đã leo tới cái rank gì đó ở đây nữa các bạn. Tức là mình cái rank này ha, mình còn 1, 2, 3, 4, 4 rank nữa là maximum. Mình đang ở cái mức rank này nè. Rồi thì vừa rồi trong video này á, là mình đã quay trở lại từ game Saber. Qua hai cái code kia cho chúng ta 1.700 team. Mở đại những con pet trong sự kiện Valentine. Sự kiện này sắp kết thúc rồi nha các bạn. Và chưa đầy 10 phút chúng ta đã có thể rebirth được 11 hoặc là 12 cái rank gì đó. Không biết là bạn để ý hay không á, là trong một cái giây nào đó trong suốt cái video này sẽ có một giây mình để cái mật khẩu của cái tài khoản này. Thì bạn nào muốn sử dụng tài khoản này để chơi thì các bạn có thể nhanh chóng phát hiện ra được mật khẩu, cũng như là vô đổi mật khẩu nè, thêm email nè, thêm mã pin nè. Bạn nào nhanh nhất thì bạn sẽ sở hữu được cái account này nha. Và nó cũng chưa hề nạp bất kỳ một cái đồng robot gì cả. Tài khoản này nó chỉ trên 13 tuổi thôi. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.